Cách trị rết cắn hiệu quả nhất. Bị rết cắn rất nguy hiểm và đau đớn, sau đây tôi sẽ chỉ bạn hai vị thuốc thường hay được người giao sử dụng để bôi lên vết thương do rết cắn. 1. Dùng nước dãi gà. Gà vốn là một trong những kẻ thù của rết. Những con rết thường là thức ăn ngon của gà bởi nước dãi gà có thể vô hiệu hóa được nọc độc của rết. Do đó, dùng nước dãi gà là một cách trị rết cắn mà người giao hay sử dụng. 2. Sử dụng chất nhờn của ốc. Ngoài nước dãi gà, người bị rết cắn cũng có thể dùng chất nhờn của ốc để bôi lên vết thương, bởi phần nhớt của ốc cũng có khả năng vô hiệu hóa nọc độc của những con rết. Theo bạn, còn những mẹo dân gian nào để trị rết cắn hiệu quả hơn không? Hãy comment xuống đây.